Thưa quý vị, nhân dịp kỷ niệm 78 năm ngày truyền thống ngành tài chính Việt Nam, 28 tháng 8 năm 1945, 28 tháng 8 năm 2023, thay mặt Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ Tài chính, Bộ trưởng Hồ Đức Phước gửi thư chúc mừng các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành tài chính. Trong thư, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước nêu rõ, trải qua 78 năm xây dựng và phát triển, ở thời kỳ nào, dù phải đối mặt với những nhiệm vụ và thử thách vô cùng gian khó, các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của ngành tài chính Việt Nam đều không ngừng phấn đấu, nỗ lực hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, thực hiện tốt việc huy động, quản lý, phân phối các nguồn lực tài chính của đất nước, góp phần vào thành công chung của sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Kỷ niệm ngày truyền thống ngành tài chính năm nay, trong bối cảnh tình hình chính trị, kinh tế, xã hội đất nước đang phải đối mặt với những khó khăn, thử thách mới, nhiệm vụ của toàn ngành là hết sức nặng nề. Cùng với giữ vững ổn định vĩ mô, đảm bảo các cân đối lớn của đất nước, chính sách tài chính phải khơi thông mọi nguồn lực để thúc đẩy kinh tế phục hồi và tăng trưởng toàn diện sau giai đoạn bị tác động từ đại dịch Covid-19. Hơn lúc nào hết, để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, mỗi cán bộ, công chức, viên chức ngành tài chính hãy noi theo các thế hệ đi trước, nêu cao tinh thần đoàn kết, vượt khó, chung tay gánh vác nhiệm vụ cùng đồng chí, đồng nghiệp. Lịch sử 78 năm của ngành cho thấy tinh thần ý chí, nghị lực, sự đoàn kết và lòng yêu thương, sẻ chia là phẩm chất cao quý sẽ giúp chúng ta tạo nên sức mạnh nội tại và là hành trang giúp mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nuôi dưỡng lòng yêu ngành, yêu nghề, phẩm chất tận hiến, chia sẻ động viên nhau cùng quyết tâm trên mỗi cương vị công tác, vượt qua mọi gian nan thử thách để cập bến bờ thắng lợi. Theo đó, Bộ trưởng tin tưởng rằng toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành tài chính sẽ tiếp tục phát huy truyền thống quý báu mà bao thế hệ cha anh đã dày công vun đắp, dựng xây, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.